Chứng bệnh tình của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giới dân chủ lộ chân dung xấu xí. Ngày 14 tháng 4 năm 2019, trang Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà loan tin rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện trong lúc thăm tỉnh Kiên Giang. Trong những ngày tiếp theo, một số người dùng Facebook khác thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cũng dẫn những nguồn tin không chính thức xác nhận việc Chủ tịch nước phải nhập viện. Vì vậy, dù không được truyền thông chính thống đề cập, thông tin về tình hình sức khỏe của Chủ tịch đã lan nhanh trên Facebook, khiến cụm từ Nguyễn Phú Trọng trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong ngày 14 tháng 4. Nhân đó, giới chống đối đã đồng loạt tận dụng chủ đề này để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, chủ yếu theo 4 hướng. Trong hướng tuyên truyền thứ nhất, họ tung tin đồn theo kiểu thuyết âm mưu rằng chuyến thăm Kiên Giang của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một động thái nhắm vào nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà họ cho là mục tiêu chính trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trọng phát động, đồng thời từng giữ một số chức vụ cao ở tỉnh Kiên Giang. Đáp lại, nguyên Thủ tướng đã cho người ở Kiên Giang ám sát Chủ tịch, theo như những tin đồn này phỏng đoán. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, nhân việc ngày 14 tháng 4 năm 2019 vừa là ngày giỗ tổ Hùng Vương, vừa là sinh nhật lần thứ 75 của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, họ đã tung những lời bình phẩm và tin đồn mang màu sắc mê tín dị đoan về tình hình sức khỏe của Chủ tịch nước. Chẳng hạn, họ tung tin rằng Chủ tịch sắp qua đời do đến vận hạn, rằng Chủ tịch bị Đức Thánh Trần vật vì cướp lư hương. Trong hướng tuyên truyền thứ ba, giới chống đối đồng loạt ăn mừng trước tin Chủ tịch nước nhập viện. Sau đó, họ tự tuyên truyền rằng nếu người dân ăn mừng khi lãnh đạo ốm, mất, thì chế độ chính trị đã mất hết tính chính danh, sắp sụp đổ. Trong hướng tuyên truyền thứ tư, nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống nói rằng theo tinh thần dân chủ, người dân có quyền biết tình hình sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Từ đó, họ phản đối sự im lặng của nhà nước và báo chí chính thống trong vụ việc này. Trong hướng tuyên truyền thứ năm, Nick Văn Quang Thái, một thành viên trong nước của Tổ chức Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong, đang kêu gọi tổng biểu tình lật đổ chế độ vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 để tận dụng tình hình rối như tơ vò khi Chủ tịch nước ốm. Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 4 nhận xét. Thứ nhất, chúng tôi không đồng ý với quan điểm của một bộ phận dư luận rằng theo tinh thần dân chủ, người dân có quyền biết tình hình sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Như một bài báo trên BBC đã đề cập, ở nhiều nước trên thế giới, tình trạng sức khỏe của một cá nhân là bí mật của riêng người đó và người bác sĩ. Mặt khác, luật bảo vệ bí mật nhà nước được thông qua vào năm 2018 và có hiệu lực vào năm 2020 đã quy định rằng thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của nhà nước cũng thuộc diện bí mật. Như vậy, việc nhà nước và báo chí im lặng không cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của Chủ tịch là phù hợp với quyền riêng tư của bệnh nhân và với chính sách của Việt Nam về bí mật nhà nước. Nhìn rộng hơn, nếu hiểu rằng thông tin về tình hình sức khỏe nguyên thủ ảnh hưởng rất nhiều đến động thái của các quốc gia khác trong quan hệ kinh tế hoặc tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, ta sẽ thấy chính sách này có mặt hợp lý của nó. Thứ hai, cách giới dân chủ phản ứng khi nghe tin đồn về tình hình sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói lên nhiều điều về họ. Qua việc, họ để những tin đồn về vận hạn và Đức Thánh Trần chi phối dư luận chính trị, có thể thấy họ gần với thần quyền hơn là nhân quyền và còn cách khá sai tinh thần duy lý của phương Tây. Qua việc họ túm tụng ăn mừng khi Chủ tịch nước nhập viện, rồi nhầm thái độ của mình với thái độ của đa số người dân, có thể thấy họ vừa là hạng tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, vừa là bọn tự kỷ ám thị, thiếu hiểu biết về các thành phần khác trong xã hội. Qua việc họ gửi gắm hy vọng lật đổ vào những yếu tố ở bên ngoài như Đức Thánh Trần hoặc tình hình sức khỏe của Chủ tịch, có thể thấy họ là thành phần thiếu thực lực, cơ hội, chụp giật, chỉ biết há miệng chờ sung. Đám đông phá hoại của họ không thể đem lại thay đổi tốt đẹp nào cho đất nước. Thứ ba, do nhà nước Việt Nam là một bộ máy chính trị độc lập, hoàn chỉnh và từng trải qua nhiều thử thách, nó sẽ không bị ngưng trệ vì tình hình sức khỏe của lãnh đạo. Vì vậy, những nhà dân chủ đang đặt hy vọng vào sự kiện này, hoặc là quá thiếu hiểu biết về chính trị, hoặc là đã quá vô vọng. Sóng truyền